ไม่ได้ไหนหรอกไหนจะเข้าหัวเดียวไม่พอไปแล้วตาตอนนี้ชื่อ
รอไม่ซื้อเอาซักซักไอ้เหล็กไม้เนี่ยเดี๋ยวมา
Oh,
to me, I hear His voice, make my choice. Yesterday is swept away, why don't we chase our dreams? In this moment we could be evermore, ever free. Take my hand, my heart, my life, I'll be yours. Time unwinds words and rhymes here in this wonderland. Hopes and dreams play their themes here in this wonderland. Stories told, our lives unfold, hearts beat on and join the song. Intertwined our steps in time, lead us here, draw us near. In each moment là những lời chúc lớn lao nhất cho gia đình tôi. Một lần nữa thay mặt gia đình ban của chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cô dâu chủ tịch ngày hôm nay trăm năm hạnh phúc, tình duyên viên mãn và đồng nghĩa phu thê, và sẽ có niềm vui niềm hạnh phúc để cho hai bên gia đình nội ngoại sớm có cha bầu cho bé. Dạ vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng, hiện diện trên sân khấu đây đó chính là cô dâu chú rể cũng như phái đoàn hai bên gia đình xin được ra mắt mọi người. Dạ vâng, xin kính mời cô dâu chú rể hãy tiến lên một bước, cổ họng tay hay có cái cúi đầu thân mật để chào đón toàn thể quý vị khách quý đã đến chúc mừng trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Sở trên trái này có mẹ thì nào mà em đâu họ chưa nghỉ chưa đi chưa ngã khó đầu hay còn từ trước là cái ta kén quang sóng hái chung sở tăng sở cha xuống mải xuống em cái nghèo à bạn lúc bạn cùng bố xuống cạnh sở trên trái này có mẹ thì nào à em. Dạ vâng, khiến tôi có thể duyên khội hôn thân mến. Ngày hôm nay, những bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà cũng đã cùng nhau trở về đây và luôn luôn mỉm cười để cùng chúc phúc cho hai con thân yêu của mình. Trước sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị khách quý, ban tổ chức tôi cũng nhận được sự ủng quyền của hai bên gia đình, nhận được sự tin tưởng của cô dâu và chú rể, và không để quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Và ban tổ chức tôi cũng xin trịnh trọng tuyên bố ông lễ thành hôn của chú rể tuần anh sánh duyên của cô dâu Huyền Thương chính thức được bắt đầu. Một chào tất cả các quý vị. Từ khi đẹp hôn em chẳng lo thêm đâu cả.
Xin mời quý vị toàn dành một tràng pháo tay lớn để chúc mừng cho đại duẩn và nhận hòa bình gia đình cũng như bao giờ chú thích hôm nay các bạn. Một tràng pháo tay lớn đến quý vị ơi. Xin mời quý vị toàn thể duyên hồn thân mến. Như vậy chiếc pháo điện của Như Lan con trang cũng trở về đây để cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể. Và ngày hôm nay anh đón em về làm vợ của anh, mẹ đón em về làm dâu của mẹ. Chắc chắn chào tay làm kỷ vật thiên đường cho niềm hạnh phúc cuộc đời của cô dâu và chú rể. Và sau đây xin mời cô dâu chú rể hãy xa nhau chắc chắn tình yêu con đường hạnh phúc của cuộc đời mình. Xin được tặng kính mời. Thật đúng là bao nhiêu ngày đợi đêm mong, bao nhiêu sự mong đợi cho đời bạn trẻ đã chính thức trở thành hiện thực. Và trong ngày vui, ngày trở ngại ngày hôm nay thì chú rể đã trao nhau chuyện tình yêu cho cô dâu, cho người vợ của mình và muốn nói với cô dâu rằng: em à, từ nay đôi ta trở về bên nhau em nhé. Dù lá xanh kia có đổi màu, dù đã có mòn theo nước chảy, yêu nhau rồi ta sẽ giữ chọn lấy nhau. Và chính thức giờ phút này của giờ chú rể chúng ta đã nên duyên vợ chồng. Và xin thay lời cho toàn thể quý vị khách quý nước mặt trong buổi trình hôm nay, xin kính chúc cho cô dâu chú rể hôm nay trăm năm hạnh phúc, tình duyên viên mãn, bạc đầu biến phù thêm. Xin mời cảm ơn ạ. Tiếp theo chương trình sau đây là đại diện cho phái đoàn gia đình nhà trai có bác Vũ Hoài Thành có được lời phát biểu cũng như lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị khách quý nước mặt trong buổi trình hôm nay. Xin được kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa cô dì, chú bác, hai họ của nhà gái, kính thưa tất cả các vị khách quý, kính thưa tất cả các bạn bè của cô dâu, chú rể. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình nhà gái có tổ chức lễ thành hôn cho cháu Tuấn Anh và cháu Hồng Thương. Vì điều kiện gia đình chúng tôi ở tận Vĩnh Phúc, đường xá xa xôi, bố mẹ của chú rể công việc cũng rất bận, thay mặt cho gia đình tôi xin phát biểu lời đầu tiên. Cho phép họ nhà trai chúng tôi xin được kính chúc sức khỏe các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác của họ nhà gái cùng các bạn bè thanh niên nam nữ của cô dâu chú rể có một sức khỏe và hạnh phúc. Chúc cho cô dâu và chú rể luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và cũng mong gia đình nhà gái thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ để cho cháu Tuấn Anh và cháu Việt Thương làm trọn bổn phận là dâu hiền rể thảo cho hai gia đình chúng tôi. Một lần nữa thay mặt cho gia đình nhà trai xin được cảm ơn và chúc sức khỏe các cụ ông, cụ bà, kính chúc sức khỏe các vị khách quý. Một lời chúc sức khỏe, chúc tất cả mọi người có mặt trong lễ cưới thành hôn của hai cháu ngày hôm nay có một bữa tiệc vui vẻ và đầm ấm. Tôi xin hết ý kiến ạ. Kính thưa quý ông, quý bà, kính thưa dì, cô bác và các bạn nam nữ thanh niên của hai cháu, hôm nay là ngày vui của các cháu. Trong quá trình thời gian qua thì cháu Tuấn Anh và cháu Thương đã tìm hiểu với nhau đã quá thời gian dài. Hôm nay là ngày lành tháng tốt thì hai gia đình chúng tôi đã tổ chức cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tôi xin đặc biệt cảm ơn các quý ông, quý bà, các dì, cô bác và các bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Và cuối cùng tôi cũng có gì nói hơn, tôi rất cảm ơn. Đồng thời tôi lời chúc chúc cho hai cháu riêng từng năm tháng sống theo bạc đầu năm long. Và tôi xin hãy cảm ơn. Sau đây thì đại diện cho phái đoàn hai bên gia đình thì MC Tuấn Lâm cũng xin được phát biểu đôi lời cũng như là gửi lời cảm ơn tới quý vị khách quý có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và sau đây thì bạn chúng tôi cũng xin phép được phát biểu bằng tiếng Thái ạ. Sau chiếc này của mẹ vì nào ải em nọ khỏi những cái chuyện này các mây tăng bón ải em hơn đi.
ไปคอยไปโซเวียตต่างหน้าต่างตาสองฝั่งสองฝ่ายสุขุสัตว์ไล่กันไปตั้งเออตั้งเคยก็ขอชิโต้ได้ฝากกับโซเวียตโรเจอร์กิจารีผู้มีทื่อกิจกว่าจิงเกิ้ลชิบูแกบูมันเชิดยุบเชิดบินสนเชิดสักนิดเดียวชายสองเสือจันเสือนั่งเกียร์ตั้งหูตั้งตาตั้งตาตั้งไห้เต่าหันมันซึ่งนักการปั่นล้วงหรือต่อวิ่งตั้งสั่งเป็นปิ๊กปึ้งคือสามารถได้ขอได้สอบทิ้งช่วงตั้งหัวไอปีบอเมย์เฮาตะกาวหันมันซึ่งจะสั่งไหลใกล้สั่งเป็นแต่งหัวไปไหลโตแต่งคว้าหันไปไหลล้ำซิบหนีน้ำไม่รอใส่เศร้าฝีน้ำไม่รอนาวน้ำไม่สังหายฟันเฉยถล่มล้มสุดหาวหันมันซึ่งปลอดคอยหนึ่งเศร้าฝีเป็นบ้านเป็นเพื่อนกันบ้านบ้านเรื่อยเรื่อยแดนเนอร์อาหารเนื้ออาหารที่แม่ถูกถูกเนอร์สวัสดีแนวชิงชิงเสด็จไปเสียชมไปด้วยสิ่งยังไงโบโบมีวัดเสียแม่มีส่วนก็มากกว่าการฟื้นแต่การช้อนก็ยังไม่ซื้อจำที่เบอร์บ้านนี่สเปนจีนกับโบมาตุ่มเด็กเก่าชาชิ้นเก่าดีนาแอนนี่ต้องฟังจะแมนแกนต้องหลงไปไม่หน่อยปอกเป็นเชือกแอนเพิ่มเพิ่มปอกเองเออมันจะเป็นเบอร์เทพชุ่มปอกเป็นดีเทพปอกเป็นสาวปอกเป็นชุ่มจะไม่ปอกเฉยทำให้ปอกเป็นสาวจะไม่ปอกแน่ปอกแต่จะให้กันเต้าผมไปไม่กันเต้าผมล็อกก็จะจริงใจเสียงโซนก็ร่างจริงนะไก่โอ้ชิคโฮมก็ไอ้พี่ก็มากกว่าเราคุยมันแต่งต่อพายเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันจริง
dâu ngày hôm nay. À, xin kính hỏi cô dâu ngày hôm nay, cô dâu đã được hôn chú rể của chúng tôi bao nhiêu lần rồi ạ? Xin hỏi cô dâu ạ. Chưa lần nào ạ. Rồi, chưa lần nào ạ. Không biết là đúng hay thế nào ạ? Vâng, yêu. Xin hỏi chú rể ngày hôm nay, chắc chắn là chú rể có được hôn cô dâu chúng tôi chưa ạ? Chưa lần nào ạ. À, dạ vâng, còn chưa lần nào. Giờ này là lần đầu tiên đó ạ. Vâng, xin chào, xin chào quý mời cô dâu chú rể hãy quay mặt vào nhau ạ. Rồi, xin chào quý mời chú rể hãy đặt đôi bàn tay của mình từ trên xuống dưới, dưới lên trên xem chỗ nào phần mềm mại nhất của cô dâu chú rể đặt vào cho tôi ạ. Xem chỗ nào mềm mại nhất của cô dâu ạ. Vâng, hai tay ạ. Vâng, xin chào quý mời cô dâu ngày hôm nay hãy đặt đôi bàn tay mềm mại của mình từ trên xuống dưới, dưới lên trên xem chỗ nào phần cứng của chú rể cô dâu đặt vào ạ. Đúng chưa quý vị ơi? Let hopes and dreams play their themes here in this wonderland. Our stories told, our lives unfold, hearts beat on. And join the song, intertwined our steps in time. Lead us here, draw us near. In each moment, beauty shines in your laugh, in your eyes. Count the still yours. Time unwinds words and rhymes here in this wonderland. Hopes and dreams play their themes here in this wonderland. Calls to me, I hear its voice.